Không, mấy giờ hát tặng mọi người một đoạn đi Nhi. Một bài nào đó mà bài hit của em đó Nhi. Em có nhiều bài hit lắm. Thì em hit đi rồi em hát. Thôi, em hát cái bài mà em thích của chị Bích Phương được không? Được em. Nghe nè, tất cả mọi người hãy lắng nghe, đánh giá về chuyên môn giọng hát sau đó. Có nhạc không ta, có nhạc không? Không, nhạc nó dư lắm, giọng em là đủ rồi. Ôi. Em nhìn bên đó không? Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu đó. Lời không yêu hay thương, chỉ là lần cũ. Yêu hay không yêu, không yêu không yêu em hay thôi. Nếu ai có yêu nói đi ngại gì. Nhà neo đơn, tay em chưa lớn, chiếu đôi vai gánh nhọc nhằn. Thầy mẹ thương em, nhớ ngươi. Lòng cầu mong em đậu bánh cho em một bông thiền. Lứa đôi tình duyên giờ chưa lưu luyến, sao người ta đến em khóc sao bao lời khuyên. Cảm ơn em, cảm ơn em. Trời ơi. Lời đầu tiên chúng ta xin gửi đến lời chào trân trọng và thân thương nhất. Lời nói thứ hai, Thu Trang xin gửi đến bài hát. Thôi đi về mang cái, đi về. Nghe ai mượn bà hát mà lời dạ. Nói thứ hai. Dạ, không, tại vì nào giờ mình hát quen, mình không có làm MC quen, bạn hiểu không? Ồ, chính xác. Diệu Nhi là một diễn viên trẻ mà sau này mà rất là phát triển về nhiều cái loại hình nghệ thuật. À, dạ. Đã từng làm diễn viên điện ảnh, diễn viên kịch, thậm chí chuyển qua hát nữa. À. Cái này mới chấm hát nè. Ồ. Nhi. Không, mấy giờ hát tặng mọi người một đoạn đi Nhi. Một bài nào đó mà bài hit của em đó Nhi. Em có nhiều bài hit lắm. Thì em hit đi rồi em hát. Thôi, em hát cái bài mà em thích của chị Bích Phương được không? Được em. Nghe nè, tất cả mọi người hãy lắng nghe, đánh giá về chuyên môn giọng hát sau đó. Có nhạc không ta, có nhạc không? Không, nhạc nó dư lắm, giọng em là đủ rồi. Ôi. Em nhìn bên đó không? Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu đó. Lời không yêu hay thương, chỉ là lần cũ. Yêu hay không yêu, không yêu không yêu em hay thôi. Nếu ai có yêu nói đi ngại gì. Cảm ơn mọi người. Cái gì? Mới hát được có một xíu à mà mọi không. Người sung quá. Mọi người la lên chị để cho chị đừng có hát nữa. Mà em cảm giác giọng bạn này rất giống chị, giọng chị Thu Trang nha. Không, mấy giờ mời Trang lên song ca đi. Cái thằng tế nhị thì thật. Xong, em song ca với em Điệp được không Trang? Ok. Thì cài mimi đó cho nó giống ca sĩ. Ok, cảm ơn anh. À, anh Nghĩa, anh em đứng bên này anh nhắc thoại em cái nha. Bài tủ nhưng mà không thuộc lắm. Hát trước nè. Ai hát trước, em hát trước ha. Rồi. Dạ. Phần là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài. Cành nhà neo đơn, tay em chưa lớn, chiếu đôi vai gánh nhọc nhằn. Thầy mẹ thương em, nhớ ngươi. Lòng cầu mong em đậu bánh cho em một bông thiền. Lứa đôi tình duyên giờ chưa lưu luyến, sao người ta đến em khóc sao bao lời khuyên. Cảm ơn em, cảm ơn em. Trời ơi, chưa có gì đâu. Như hai mình chị em ruột thì mình phải tự tin thôi. Như hai chị em ruột. Em ở Rạch Giá hả? Dạ. Bà này cái bên Rạch Sỏi. Nè, cho chị cha nè. Em đem đi chân khó khăn, mong trên đôi bờ đường đi. Em nghiêng nón lá, nhưng dọc đường qua nhịp cầu tre. Cháu lên bà, cháu vừa mau da, cô thương da thì con ngốc nhà. Con ngốc nhà là mày trong cây cái, ông già nhà máy là mày vui cái cây. La 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 la.
Có ai có nước biển không? Em em đờ chị hát rồi. Chị lấy tông gì nè? Tông đơ đó em. Rồi dạ rồi. Rồi. Tăng 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 nghe nói cả tăng 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 cuối cùng bản đồ Việt Nam. Bây giờ cô có thể nhảy chung với tụi con được không? Nhảy gì nữa con? Chị Trang à? Nhảy hip hop. Hả? Rồi bây giờ mình nhảy chung một bài hip hop với Hiên Phước nha. Âm nhạc bắt đầu. Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. Đi hát hay thì chắc chỉ mới có mẹ cổ biết thôi. Dạ, hát hay nhảy đẹp anh. Chưa thấy chưa có tin. Nó hát hay khủng khiếp, hát hay sao? Cô sẽ hát cho con nghe bài Chị Đi Tìm Em. Cô sẽ vào thẳng điệp khúc cho con thấy sự nức nở. Người mà phải nói là dũng cảm nhất luôn đó. Thần ơi. Tôi là chú lái đò. Con em. Cô ơi, em của cô nè. Đêm nay mưa bão quang lúc nào. Trong ngôi sao cũng trôi. Rồi ba bốn hôm đi. Tỉnh luôn thiệt á. Nghe cái giọng của chị này với chị luôn á chị. Âm thanh mà bạn số 7 phát ra là loại tần số âm thanh rất gần với sóng âm được phát ra từ tiếng hát của Thu Trang. Thành ra tôi nghĩ đầu là tần số này. Quý vị khán giả xét Thu Trang vô lớp nào thì thuộc kỹ anh ta thuộc lớp đó. Vậy là em nghĩ nếu mà bạn này hát không hay là em nghĩ hay là cũng đúng. Tại vì em lúc nào cũng nghĩ em hát hay à. Cái mặt của chị là sao bình? Như hạch. Cái mặt chị là không có tính được hát hay hát dở. Em phải biết hát hay hát dở chứ. Tại vì tại nhìn nó mặt không hát được luôn mà. Cái mặt chị là mặt không hát được luôn. Sai rồi, em sai rồi, chị hát rồi. Ủa vậy hả? Đây. Em đi lấy dầu. Rõ rồi.